nick.vn, web mua bán nick tự động số 1 Việt Nam. Ấn vào dấu ba gạch để đăng nhập và lập thẻ. Wow, và hello xin chào tất cả anh em, trở lại với channel của mình là DB Gaming đây. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm cái video là quay về, gọi là đang mình đang updater, anh em thấy không? Mình đang updater, mình quay trên màn hình điện thoại luôn. Thì hiện tại mình đang up cho khách nên là anh em thấy không? Đây, nhân vật đặc biệt của chúng ta đây. Anh em thấy không? Đó là ai? Thì anh em chắc cũng biết rồi, đó là Huy Không Bá Đạo, channel kênh YouTube 85k sắp rồi. Thì em ấy đang up, mình đang updater đây. Mình cho anh em xem nhá. Mình đang up con đệ tử cho khách cũng khá là nhanh, cũng khá là cao rồi. Con đệ tử này up lên 149 triệu, hiện tại nó được 47 triệu rồi. Ở đây anh em thấy không, thì mình đang up cũng treo khoảng lâu rồi, mình cũng thấy Huy Không Bá Đạo treo nên là mình hơi bất ngờ, bảo hai anh em lại treo cùng nhau một map đây. Anh em xem con đệ tử mình đang up là skill 1 dragon đây, không biết skill 2 là gì. Bọn mình chỉ úp lên 149 triệu thôi. Combo từ sơ sinh lên 149 triệu. Anh em nào có úp thì có thể lên dịch vụ.me thuê. Đó. Đây. Hôm nay cũng hơi gọi là bất ngờ, sốc khi gặp được Huy Không Bá Đạo. Huy Không Bá Đạo thì anh em biết sao mình gọi là Huy Không Bá Đạo là thánh đồ đệ tử. Đây. Thánh đồ đệ tử tại sao? Thì vì anh em chắc xem clip trước mình đăng hay là clip kênh của Huy Không Bá Đạo thì đã có một video đó là đồ đệ tử 18 tỷ sức mạnh đổi qua bên trái đất. Thì vì lý do là đơn giản là không có tiền đầu tư cho đệ tử xét đồ sai ra nên ra là phải đổi qua trái đất để úp. Hình như vậy mình không nhớ lắm, hình như thấy đúng rồi đấy. Nhưng mà đệ tử Huy Không Bá Đạo giờ trên 100 triệu rồi, 120 mấy triệu, 130 mấy triệu rồi, mình không nhớ lắm. Đây, thì mình thử xem cho anh em nào phán con đệ tử này xem nó bao nhiêu nhá. Để xem nào. Ây da, kinh quá nhỉ. Con đệ tử này mình không biết là úp cho khách thì sẽ bao nhiêu, dã man, chói ấy. À không phải Huy Không Bá Đạo chói. Đậu sắp hết rồi, mình sắp phải búp đậu rồi. Đậu hết là mình phải búp. Thì server nào bên mình hỗ trợ được thì sẽ úp đậu, còn anh em nào mà thuê mà server gọi là không có đậu anh em phải tự búp, bên mình sẽ hỗ trợ một phần. Đấy anh em thấy không? Bên mình làm cả Dragon, Ninja School, Hải Tặc Tí Hon và Hiệp Sĩ Online, Avatar và các loại game, anh em có thể lên dịch vụ.me để biết. Đấy, thấy không? Mình làm hết, bên mình làm hết. Thì bên mình mới mở một cái website đó là leak.vn. Thì anh em có thể lên đó tham khảo Ác Ngọc Rồng, các thứ. Đó, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em nhé. Vào web leak.vn. Đây là leak.vn. Anh em nhìn qua đã thấy bắt mắt chưa? Và tất cả những thứ của mình đó là đây leak.vn. Có shop Hải Tặc Tí Hon có 47 nick, Làng Lá có 45 nick, Ngọc Rồng 80 nick. Thế lại đây chỉ là những cái phần bè nổi đấy nha, có những phần bè chìm thì còn rất là nhiều nick nữa, mình chưa công khai ra. Cứ đâu khoảng là đến một mức độ nhất định là mình sẽ mới công khai. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng dịch vụ bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng nick.vn nhé. Đây có chữ ba gạch đây này, mình gắn vào ba gạch đây để mà đăng nhập hoặc đăng ký. Đây mình sẽ đăng nhập nhá. Của mình đó là đăng nhập bằng 1 là tài khoản Google, 2 là đăng nhập bằng tài khoản đăng ký. Bởi vì sao mình không dùng tài khoản đăng ký Facebook? Đó là như thế này nhá. Khi mà anh em dùng Facebook ấy thì ví dụ như nick Facebook của anh em bị leak cả ấy thì không có thể nào có thể khôi phục lại được. Đó là cách anh em mình đã nghĩ đến vấn đề này và bây giờ mình sẽ chuyển đăng nhập bằng tài khoản Google. Vào đây. Có bây giờ mình sẽ vào đây Ngọc Rồng này, 80 nick đã bán, 6 nick. Và bây giờ hiện tại đang trên shop này giờ đang là Ninja School, đó là rất là nhiều anh em rất là chuộng Ninja School nên mình sẽ ra ngoài cho anh em xem. Có 332 nick, đã bán 115 nick Ninja School. Thấy kinh khủng không ạ? Mới mở lại shop này thôi mà bây giờ đã bán được hơn 100 nick rồi. Mạng hơi lag tí anh em thông cảm nhé. Mạng hơi kém, tí mình sẽ đổi wifi khác sắp. Mình đổi wifi đi ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ vào Ngọc Rồng nhé. Ngọc Rồng đây rồi. Mình sẽ vào Ngọc Rồng này. Và có các nick 60.000 sơ sinh các điện tử. Và mọi người muốn sử dụng thì phải có tiền trong nick. Để có tiền trong nick thì các bạn hãy ấn đặt thẻ. Đây, ấn vào dưới ba gạch có chữ đặt thẻ này này. Các bạn ấn vào đặt thẻ.
Viettel. Hiện tại giờ đang nhận được 3 mạng, hiện tại bây giờ đang nhận 3 nhà mạng, đó là Viettel, Vina và Mobi. Với các mảnh giá đó là 100.000, 10.000, 20.000 đến 1 triệu. Chiết khấu đó là 65% do nhà mạng yêu cầu nha anh em. Đây mã thẻ và mã seri. Khi mà nạp thẻ xong ấy thì anh em sẽ được cộng tiền trong tài khoản luôn. Và nick.vn, anh em nghe cái tên nick.vn đã thấy thế nào rồi? Bởi vì nick.vn cả Việt Nam chỉ có đúng có một nick.vn. Cái tên miền nghe đã đủ nói lên tất cả về nick rồi. Và ngoài ra có bạn tất cả các bán, đó mình sẽ bán cả bạn avatar này, avatar 2D này, Army này, avatar music này, bán 18 nick, mình mới nhận thêm 17 nick nữa. Đây, có rất nhiều nick. Mình có bán cả game bản quyền nhá, đó là PUBG này, các thứ GTA 5 này. Đây là tình trạng nick, là nick mới in game PUBG. Đó. Và đây là nick.vn. Ngoài ra mình có những shop nữa là dịchvụ.me. Dịchvụ.me đó. Dịchvụ.me shop ôn tất cả shop tất cả các dịch vụ game online. Đó chỉ có tại dịchvụ.me. Và một shop nữa đó là shop về web Liên Quân và Liên Minh, đó là webnick.vn. Webnick.vn shop về Liên Quân và Liên Minh hiện tại bây giờ đang to nhất của Việt Nam. Đúng không anh em? Số tài khoản có 38.000 nick. Anh em thấy có shop nào 38.000 nick không? Và dịch vụ .me có rất nhiều các thứ ở đây, dịch vụ trên này. Anh em có thể lên đây để mua. Đó, ngoài ra có cả thuê người yêu nữa nha anh em. Thuê người yêu. Nên mình sẽ vào thuê người yêu xem có gì có thì cho anh em xem không. Rồi, thuê người yêu thì hiện tại mình đã khóa rồi nhá. Dịch vụ .me, Ngọc Rồng, Kinh Sao Cool. Và em muốn mua nick thì lên nick.vn. Nick.vn để mua nick. Ngoài ra thì muốn mua nick Liên Quân Liên Minh hay phần web nick.vn. Rồi, thì có lẽ là cũng khá là muộn rồi. Thì có lẽ mình cũng cảm ơn mọi người đã xem clip mình đến đây. Và mọi người đã xem clip mình, nếu mà thấy hay hãy để lại cho mình xin một like, cũng như đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.